cái nắng như đổ lửa trong những ngày cao điểm tháng 5 cũng không thể ngăn chuyến xe yêu thương của Tâm Bình lăn bánh đến với bà con vùng cao xứ Thanh. Hành trình khám chữa bệnh miễn phí của Tâm Bình lần này sẽ về với hai xã Phú Thanh, Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đối với đời sống kinh tế của xã Phú Thanh thì cũng rất là hoàn cảnh, bởi vì là địa hình địa vật của đối với xã chúng ta thì nó cũng chủ yếu là đồi núi, và đời sống kinh tế của bà con chủ yếu dựa vào nghề nông nghiệp là chính. Với bà con ở các vùng miền núi xa xôi, cuộc sống vốn còn nhiều hạn chế do điều kiện kinh tế rất khó khăn. Nhiều hộ gia đình, mái nhà còn không đủ ấm, bữa ăn thậm chí cũng chẳng đủ no. Thế nên, việc chăm sóc sức khỏe là điều họ chẳng dám nghĩ tới. Xã Phú Thanh thì nó nằm ở phía tây bắc của huyện, cách trung tâm huyện khoảng 28 km. Với trạm y tế thì nó cũng chưa có đầy đủ về cơ sở vật chất để thăm khám chữa bệnh cho bà con nhân dân. Cho nên là vì vậy là đối với bà con nhân dân thì lúc nào có bệnh nặng thì người ta mới đến khám và chữa bệnh. Đối với họ là kiếm đủ miếng ăn đã khó, thì cái việc là khám chữa bệnh thì nó có thể gọi là một sự xa xỉ. Do vậy là chúng tôi muốn tổ chức cái chương trình khám chữa bệnh này đi đều đến tận bản để có thể là mang đến cho người dân một cái cơ hội được phát hiện ra căn bệnh của mình, để từ đó là có thể có các biện pháp chữa trị kịp thời. Chuyến từ thiện lần này còn có sự phối hợp cùng các em sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Dược và Đại học Y Hà Nội. Là một giảng viên của Trường Đại học Dược Hà Nội thì tôi rất là vui khi mà sự kiện lần này Dược phẩm Tâm Bình đã phối hợp với cả đội thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Dược Hà Nội. Tôi tin rằng các cái chương trình này là một cơ hội tuyệt vời để các em có thể trải nghiệm công việc thực tế của một người thầy thuốc, cũng như là có thể cảm nhận được niềm vui của người bệnh, và hy vọng là các em có thể giữ được nhiệt huyết của tuổi trẻ để mang những kiến thức đã được học trong trường phục vụ cho cộng đồng. Khi mà bà con đến khám chữa bệnh thì bọn em sẽ đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, và có các cái phòng khám mà có các bác sĩ chuyên môn, coi như là phòng khám nội, phòng khám tai mũi họng, phòng khám ngoại, và hay là các bệnh nhân nhi thì sẽ có bác sĩ nhi riêng để khám, và thứ hai là sau khi đấy thì sẽ có các dược sĩ và sẽ cấp phát thuốc theo đơn thuốc của bác sĩ. Chỉ trong 2 ngày, hơn 400 bà con tại hai xã Phú Thanh và Phú Lệ đã được thăm khám, kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ được khám bệnh, phát thuốc như thế này. Đau khớp từ lâu quá rồi, nhưng mà chưa được đi khám. Hôm nay thì may là có các bác sĩ về đến đây tặng cho thuốc khớp nữa. Bản thân tôi thì nhiều bệnh tật, đi bệnh viện thì xuống Thanh Hóa thì cũng hơn 100 cây số, cũng vất vả. Hôm nay thì hai vợ chồng đến từ lúc 7 giờ. Đầu tiên là đi vào khám đo huyết áp, siêu âm bụng, gan nhiễm mỡ. Trong khuôn khổ của chương trình, công ty Dược phẩm Tâm Bình còn trao tặng tủ sách và 12 suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn hai xã Phú Thanh và Phú Lệ. Đoàn cũng đến thăm hỏi và tặng quà gồm gạo, sữa, tiền mặt cho hai hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đấy là một trong hai hộ khó khăn nhất của bản. Thì đây thì hiện nay thì cũng hộ này còn 3 bố con, thậm chí là không còn khả năng tự phục vụ được bản thân. Rất là cảm ơn các anh, các bạn, sinh viên Đại học Dược, công ty Dược phẩm Tân Bình đã có phần quà rất ý nghĩa, động viên gia đình các cháu Tùng và Toàn đấy. Toàn bộ kinh phí cho chuyến từ thiện lần này do các cán bộ, nhân viên của Dược phẩm Tâm Bình quyên góp. Người thì phụ trách khám bệnh, phát thuốc, người thì làm các công việc hậu cần, hướng dẫn người dân. Nhưng dù là đảm nhận nhiệm vụ gì, thì những công việc ấy đều đang được làm bởi tất cả tấm lòng. Trong thời gian tới, Dược phẩm Tâm Bình sẽ nối dài chuyến hành trình thiện nguyện để tiếp tục sứ mệnh mang sức khỏe đến với cộng đồng. Là một công ty dược phẩm với phương châm lấy cái tâm làm gốc, thì chúng tôi coi cái tâm với cả cộng đồng cũng là một trong những giá trị cốt lõi của công ty. Vì vậy chúng tôi coi đây là một nghĩa vụ, trách nhiệm và là sự đóng góp của mình đối với cả an sinh xã hội và đối với cả sức khỏe của cộng đồng nói chung. Hôm nay mới khám bệnh cho bà con như thế này, cảm ơn lắm. Nếu ai đau lưng mỏi gối tê tay, đến ngay hiệu thuốc mua ngay Tâm Bình. Thank you.
tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.